Bạn này có bình luận: anh ơi, anh giới thiệu sản phẩm nào với cách dùng để tóc ít ra dầu với mồ hôi để đỡ bết đi anh. Em tuyệt vọng lắm rồi, em tạo kiểu xong 1-2 giờ nải bết. Thì sản phẩm ấy, thì thực ra ấy, thì em sử dụng những cái dầu gội gì mà nó thiên về trị gầu ấy, chứ đừng thiên về dưỡng tóc. Ví dụ như là hết đen soda hay là clear ấy, thì nó sẽ làm cái tóc của em nó cảm giác nó dít, nó khô hơn một chút. Đấy, chứ nếu như em sử dụng những cái dầu như là Do này, Rejoice này, Pantene thì những cái dầu đấy thì nó nhanh nhiều dưỡng chất cho tóc mà, nó nuôi dưỡng tóc. Những cái dầu đấy thì thường dành cho những cái tóc khô sơ thôi. Đấy thì nó cũng sẽ cải thiện một 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 phần nào. Đấy là về cách sử dụng dầu gội đầu. Đấy, hay dùng X-Men cũng được. Còn về cái vấn đề mà khi mà em đối với những cái tóc bết như này, anh cũng rất là hiểu, tức là thường xuyên bị bết nhưng mà đôi khi em phải thay đổi thì những cái nhỏ nhất. Khi mà em sử dụng dầu gội thì anh đã nói rồi nhé, em đã chọn một cái dầu gội gì đấy, và sau khi em gội đầu xong thì em phải sấy khô, em phải sấy khô tóc luôn, em dùng máy sấy em sấy khô tóc luôn. Khi em đã sấy khô tóc rồi, em cảm thấy khô hết rồi, em sấy thêm khô cho anh thêm 2 phút nữa. Tức là đã khô rồi nhưng mà mình sẽ tiếp tục mình sấy cho nó khô 2 phút nữa, sấy thoáng ra đều mà. Thêm 2 phút nữa. Đấy, và nếu như em tạo kiểu ấy mà nó vẫn bết đi thì có một cái cách này nữa cũng rất là hay, em đi em nhuộm cho anh. Bởi vì về cái vấn đề đầu bết ấy thì nó nhanh ra những tiết ra những cái dưỡng chất, những cái bết đấy nó là cái tốt thôi, nó không vấn đề gì cả. Nhưng mà nhiều đôi khi cái gì nhỉ? Hệ bài tiết của em nó hoạt động khá là tốt, cho nên là nó xảy ra nó nhanh bết như vậy so với những người thông thường bình thường. Thì bây giờ em nên đi em nhuộm cho anh đi. Khi mà em nhuộm ấy, thì cái chân tóc với lại da đầu của em nó sẽ khô hơn. Đấy. Thì em nhuộm màu gì tùy em. Đấy thì khi em nhuộm như thế thì nó sẽ khô hơn. Khi nó khô hơn ấy thì tóc nó cũng sẽ đỡ bết hơn. Em tạo kiểu nó cũng sẽ đỡ bết hơn. Và khi em tạo kiểu em nhớ nhá, khi em tạo kiểu này em vuốt tóc này, em tránh vuốt gần 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 chân tóc này quá, em vuốt xa xa nó một chút bên ngoài thôi. Đấy, nước 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 đưa luồn luồn nước bên ngoài thôi, đừng gần chân tóc quá, nó nhanh bết lại. Đấy, sử dụng những cái sản phẩm sáp khô ấy, đấy, để sử dụng sáp khô sáp cứng đấy để sử dụng nhá. Đấy, xịt tí gôm nữa thì nó sẽ giữ nếp được lâu hơn, tốt hơn cho em. Còn cái việc là em phải hiểu khi mà em nhuộm như thế, đôi khi có những bạn phải đi tẩy tóc ấy, hay nhuộm nhiều nó khô tóc này, nó dễ tạo kiểu ấy, thì em cũng nên nhuộm qua một lần đấy, thì nó sẽ cải thiện được cho em rất là nhiều với lại những cái bước mà anh vừa nói nhé, rồi anh chia sẻ thế em tham khảo.